Theo tôi thấy thì màu xanh dương chính là màu đẹp nhất trên thế giới này. Tại sao màu xanh dương lại màu đẹp nhất chứ? Tại vì đó là màu của bầu trời xanh, màu của biển cả. Không, màu ông sai rồi, màu cam của tôi mới là màu đẹp nhất. Bên đó là màu của ngọn lửa hy vọng. Không, không, mấy đứa sai rồi, màu tím của chị mới là màu đẹp nhất. Tại sao chứ? Tại vì màu tím là màu của trung thủy và hòa thuận. Cái gì cơ? Nên là màu tím của chị mới là màu xịn nhất. Mọi người sai hết rồi, màu vàng của tôi gà mới là màu xịn nhất, đúng không mọi người? Cái gì? Tại sao màu vàng mới là màu xịn nhất? Chúng ta làm sao sống mà thiếu ánh sáng được, đúng không mọi người? Không những thế, màu vàng còn là màu da của dân Việt Nam chúng ta nữa. Nên là màu vàng mới là xịn nhất, máu đỏ da vàng. Màu vàng mới là màu xịn nhất mà. Màu cam anh chị. Màu cam xấu quá, màu xanh xấu quá. Màu trắng của ta mới là màu xịn nhất. Tiên có một ông trắng trắng nào vô làng của mình nói gì vậy? Màu của tôi đây là màu xấu quá. Cái gì xấu quá? Trắng mới tồn tại mà. Trời ơi, ông này ông nói cái gì vậy trời? Ông là ai tự ông vô làng? Mình cho tụi bay bay. Ai cho mày kịp? Cái gì vậy? Ông quăng cái gì vô tụi mình mà sao mình buồn ngủ quá vậy? Cái ông kìa buồn ngủ quá đi à. Ủa mọi người ơi, tụi mình đang ở đâu vậy? Sao mà xung quanh nó trắng quá vậy mọi người? Ôi, sao tự nhiên mình bị vô cái phòng trắng này vậy? Ôi đúng rồi, tôi nhớ rồi, hồi nãy tự nhiên có một cái ông màu trắng trắng nào đó tới trong lúc tụi mình đang cãi nhau xem thử màu nào là xịn nhất các bạn nhau. Thì tự nhiên ông quăng một cái bình thuốc cho tụi mình, cái tụi mình ngủ mất tiêu luôn. Không lẽ nào tụi mình bị bắt cóc rồi hả? Cái gì không lẽ nào như vậy được các bạn ơi? Chết rồi, mình bị bắt cóc rồi. Nhưng mà sao bắt cóc trong cái căn phòng gì mà nó trắng bóc vậy trời? Ôi hả? Cái gì? Hình như cái loa nó phát ra âm thanh kìa, trên kia có cái loa kìa mọi người. Sao cái giọng này quen quen của ta? Ta chỉ đang cho người tham gia một thử thách thôi. Đây chính là thử thách của ta, là thí nghiệm căn phòng trắng. Các người sẽ bị nhốt trong căn phòng trắng này 15 ngày. Nơi đây sẽ có đầy đủ tiện nghi cho người. Các người có thể làm bất cứ thứ gì các người thích. Đồ ăn thức uống cũng đã chuẩn bị sẵn. Và nếu các người sống sót qua 100 ngày thì các người sẽ thắng thử thách. Tôi không muốn ở đây đâu, căn phòng gì mà trắng bóc như vậy, tự nhiên bắt cóc tụi tôi vậy. Trời, tôi muốn ở đây tí nào, trời đây trắng quá, tôi muốn ra khỏi đây. Bình tĩnh, trời ơi, không có ra được đâu bây giờ. Mọi người đừng có như vậy, bình tĩnh thôi. Tụi mình sẽ tìm ra cách giải quyết mà. Trời đất ơi, không lẽ nào mình phải sinh tồn lại. Ở gì vậy? Huy nó mới làm cái gì vậy? Để thoát không tôi thoát, mình cứ chạy xe vậy. Tôi chỉ muốn kiếm trò gì vui cho đỡ chán thôi mà. Trời đất ơi, hiện tại chỉ mới là ngày một thôi các bạn ơi. Nên chúng ta sẽ phải cố gắng sinh tồn cho tới 100 ngày để thoát ra khỏi đây các bạn à. Trong kia có phòng bếp hay sao? Cái gì phòng bếp hả? Đâu đâu đâu, vô thử coi. Bếp nè, phòng bếp bên này nè. Trời các bạn ơi, sao chỉ còn cái này là cái gì, cơm trắng hay cái gì vậy? Cơm hả? Cái này là cơm trắng các bạn ơi, trời đất ơi. Cơm mà. Chúng ta phải ăn những cái món nó trắng như thế. Tôi ăn thử cục cơm trắng này không? Ông trời ơi. Nó nhạt quẹt rồi trời ơi. Thôi được rồi, có đồ ăn là được rồi. Ăn thôi, ăn. Cái này không ăn đâu vậy? Trời, không ăn cái này đâu. Ôi sao vậy? Ôi trời ơi, Huy đã ăn phần giác luôn hay trời. Ăn một miếng đi cho nó đỡ đói, chứ không là không có sức mà sinh tồn đâu. Tôi thật nhìn đói chứ không ăn cái này đâu. Ê cha. Ôi còn cái này là nước gì đây? Hy vọng cái này là sữa. Các bạn để tôi uống thử coi. Ôi trời ơi, cái này là nước gì mà sao nó dở ẹt quá vậy? Không uống, trời đất ơi. Thôi mấy đứa bình tĩnh đi. Để bây giờ chị tìm trong tủ lạnh có gì ngon chị nấu cho tụi em ăn nè. Hay quá ta. Đúng là có con gái tuyệt vậy các bạn. A few moments later. Chị làm được mấy cái bánh màu trắng đi nè. Ủa cái vậy là nó cũng đỡ hơn cái cơm trắng á. Đâu đâu thôi coi. Mấy cái bánh trắng này nhìn cũng ngon hơn cái cục cơm trắng đó mọi người. Ôi đúng rồi, bánh sữa chua, bánh sữa chua. Ai 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 ai, chị Đam Bi cũng ăn một miếng đi, em cũng ăn này. Ông đỡ chút mà. Vậy chắc ăn là no là được rồi. Chúng ta hãy cố gắng sinh tồn qua 100 ngày nha. Ok. Được rồi. Ok. Ok. Chúng ta tham quan thử còn cái căn phòng nào nó. Hình như bên này là một căn phòng trắng khác nè mọi người. Trời đất ơi, cái gì? Cái tivi phòng gì vậy? Tivi gì mà nó cũng trắng bóc quá vậy trời đó các bạn. Nên lần đầu tiên tôi thấy một cái tivi màu trắng luôn các bạn. Vậy là chúng ta sẽ ngủ trên cái giường trắng này đó coi, mọi người. Cái gì bật tivi lên coi. Cũng là một ý hay ha. Trời, trong này chán lắm, chúng ta phải giải trí nữa không là bị khùng đó. Không lo tìm cách tìm mà ra có đây đi giải trí cái gì. Ôi từ từ bình tĩnh nhất ơi, thì trước tiên chúng ta cũng phải giải trí thư giãn đầu óc một chút xíu chứ. Hy vọng là có một chút gì đó coi để mà hả nó vui hơn các bạn ơi. Hình như có phim hoạt hình nè mọi người. Ơi trời ơi, cái phim hoạt hình gì mà trắng vậy?
trời ơi, sao phim hoạt hình mà nó cũng trắng bóc quá vậy các bạn? Thôi phim này cũng được. Ủa kìa, ôi sao dắt tắt đi vậy? Trời phim gì mà trắng bóc mà hai đi ngủ rồi mà. Mọi người lên ngủ đi, ngủ trên cái giường màu trắng này nè. Trời đất ơi, giường gì mà đã màu trắng rồi nó còn chật nữa chứ. Bây giờ ngày đầu tiên nó sắp trôi qua rồi các bạn ơi. Tôi đi ngủ đây. Đã ngày thứ 10 trôi qua rồi tuôn già ơi. Các bạn nhìn nguyên cái phòng vệ sinh nè, nó trắng bóc luôn. Bình thường nhà vệ sinh màu trắng là đúng rồi nha các bạn. Nhưng mà trời ơi, không hiểu sao cái nước nó cũng trắng cho được nữa. Trời đất ơi. Để coi Huy Núp. Ui, Huy Núp đang làm cái gì vậy? Huy Núp ơi, đang làm cái gì mà trông trông? Làm trò chơi cho mọi người đó. Ủa, Huy Núp đang sáng tạo mấy cái trò chơi để mình chơi để gọi là cho nó đỡ chán đó. Ok, Huy Núp ơi, nhưng mà dắt đâu? Ok, giờ dắt đang làm cái gì bởi này? Ok, gì vậy? Trời đi, có cái lỗi. Ôi, dắt VN, ông đang làm cái gì ở đây? Tự nhiên có cái lỗ ở đây vậy? Cố gắng đào tẩu nè. Anh ơi, về. Có ổn không vậy dắt ơi? Dắt chắn sẽ được ơi. Giờ mình mới thấy hả, những cái màu nó rất là tương ứng với mỗi người luôn các bạn. Dắt màu đỏ thì dắt là gọi là rất là rực cháy, dắt muốn thoát ở đây bằng mọi cách. Huy Núp thì màu xanh biển, thì Huy Núp rất là hòa bình. Huy Núp muốn tạo ra những trò chơi để mọi người giải trí đó các bạn. Wow, cái gì mà sao đây nó có một cái hình tròn màu trắng như Núp? Cái này mình làm được cái gì? Cái này mình chơi sao? Cái này mình chơi làm sao vậy? Nhảy qua cái vòng á, nhảy qua cái vòng. Đâu đâu mình nhảy được rồi, để Huy Núp làm mẫu cho coi được rồi. Ôi trời, đã coi nhảy hụt rồi trời ơi. Rồi là sao? Ra đây chơi trò này cũng vui lắm nè. Bây giờ ra đây, ra đây. Nhìn nè cái vòng trắng này nè. Đó, Huy Núp mới chế tạo đó, chúng ta phải nhảy qua cái vòng này. Chúng ta cố gắng nhảy qua cái vòng này đi cho hả? Gọi là mình có cái trò gì để mình chơi mình đỡ chán các bạn ơi. Ôi trời. Trời ơi, nó bị nhảy cái gì vậy? Để tôi gài nhảy vô các bạn coi nè. Hai cha, trời ơi, không phải lại. Hai cha, trời sao khó vậy trời? Cái này tôi tưởng nhảy dễ đó các bạn, nhưng mà không. Tôi gài nhảy qua được, nhảy ơi bị đánh ó như này. Trời ơi, đúng là Huy chế tạo mấy cái trò này như dắt đỏ. Dắt ơi, dắt ơi, muốn chơi thử không? Dắt ơi, vô chơi cái trò này thử vui. Chơi mà chơi. Nhảy qua vòng này. Nhảy qua vòng này. Nhảy qua vòng này. Trời ơi, tôi gà đỉnh quá đi à. Hôm nay nó bây giờ tạo ra bóng mát thì tôi cái gì vậy? Wow, nó như mấy cái kẹo marshmallow à. Ồ, đúng là đó rồi. Để tôi gà thử coi, tôi gà thử coi. Ngon quá chị Nabi ơi. Vô ăn này có bông mới ngon lắm. Tôi bận đào tẩu rồi. Cái gì vậy? Huy Núp đâu rồi? Huy Núp ta đã nâng cấp cái vòng ta lên một tầm cao mới rồi nè. Mấy cái vòng bây giờ nó sẽ di chuyển luôn các bạn. Trời ơi, khó vậy, khó vậy, khó vậy. Trời ơi, đúng là Huy Núp nó chăm chỉ sáng tạo mấy cái trò hả, gọi là giải trí cho mọi người chơi quá hả các bạn. Gác lại việc một xíu đi, vô ăn một chút xíu cho đỡ đói coi. Ủa, có đồ ăn hả? Vô liền, vô liền. Đúng rồi, vô nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, dắt không vô thiệt luôn á hả. Thôi được rồi, kệ dắt đi, bây giờ chúng ta vô ăn trước rồi. Nabi ơi, cho Huy Núp em một cây nào. Chỉ còn 70 ngày nữa thôi, tụi mình gần như đã đi được 1/3 chặng đường rồi đó. Nên là còn một chút xíu nữa thôi, mọi người cố lên nha. Cố lên mọi người. Thì như các bạn biết đó, mình đã tìm hiểu được một việc rằng nếu mà con người chúng ta cứ ở trong một cái căn phòng trắng như này hoài, nó sẽ có ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta rất là nhiều. Nó có thể khiến chúng ta trở nên thiệt là bị điên luôn đó các bạn. Cũng may là có Huy Núp đã sáng tạo ra những cái trò giải trí để tụi mình bớt bị nhàm chán, bớt bị điên đó mọi người. Còn dắt VN thì vẫn cố gắng đào ở dắt đào sao tự nhiên ngồi chỗ đó một mình vậy trời. Ê, cái gì Huy dắt đang chế tạo mấy cái vụ Huy Núp ơi, sao mày hôm nay cái gì không có chế tạo? Huy Núp ơi, sao Huy Núp hôm nay lạ quá vậy? Không lẽ nào như mình nói. Ôi, không được, không được. Mọi người ơi, Nabi ơi, Nabi ơi, ra đây coi Huy Núp bị cái gì nè. Sao Huy Núp hôm nay kỳ quá vậy? Hôm qua thấy con bình thường lắm mà. Không lẽ nào Huy Núp đã quá sức chịu đựng nên Huy Núp đã bị điên luôn rồi? Trời ơi, Huy Núp cái gì ta? Huy Núp ơi, con ngủ rồi. Trời ơi, sao mình đã nông nổi này vậy? Trời ơi, mọi người bình tĩnh đi, mọi người đừng có hả mà khóc. Mọi người không được khóc, mọi người ơi, phải vui lên, nếu không chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng tâm lý đó mọi người ơi. Trời ơi, tôi khóc luôn rồi, Huy Núp ơi. Ngày nào đó còn chế tạo mấy cái trò vui cho mình mà sao hôm nay nó kỳ vậy? Theo tôi thấy thì màu xanh dương chính là màu đẹp nhất trên thế giới này. Thầy ơi, sao mà mọi người khóc quỳ á, tôi đi đào tẩu tiếp đây. Ôi, dắt đi đào tẩu tiếp luôn rồi. Trời đất ơi, trời ơi, bây giờ Huy Núp không còn bình thường nữa. Thôi được rồi, để mình đưa Huy Núp vô phòng. Huy Núp ơi, lên người tao đi cổng mày vô nè. Mày nằm ở đây nha Huy Núp ơi. Màu trắng là màu đẹp nhất quá. Hả? Tôi gà ơi, màu xanh là màu sâu nha. Ôi, cái gì vậy? Không phải, mày nhầm rồi. Màu xanh dương của mày mới là màu hòa bình, màu của biển cả, màu rất là đẹp đó. Mày không được hả chối bỏ cái màu của mình như vậy được. Màu trắng. Trời đất ơi, Huy Núp ơi, được rồi, cho
nó ở trong này thôi các bạn. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Vậy là mình nói đúng các bạn ơi. Cái phòng này nó sẽ làm tâm trí của người ta bị rối loạn lên mất. Tôi yêu màu trắng này. Hay cha, hay cha, hay cha. Trời đất ơi các bạn ơi, đã là ngày số 70 rồi mà mình đang cố gắng chơi những cái trò chơi này để giúp mình tỉnh táo đây các bạn. Không biết những người còn lại thì sao rồi ta. Ôi chị Dabi ơi, chị Dabi đang làm cái gì vậy? Trời chị đất ơi. Chị tắm nè, chán quá. Chị Dabi lại tắm sữa rồi. Được tôi rồi nghe. Em cũng đang cố. Tôi làm được rồi. Cái gì cơ? Làm được cái gì vậy? Không lẽ nào ông là đây, đây nhìn đây. Cái gì các bạn ơi? Mình đã thấy được ánh sáng mặt trời bên ngoài rồi kia, cây xanh kia. Wow. Ôi, hay lắm nhắc ơi. Tôi biết ngay tôi sẽ làm được mà, mọi người tin tôi. Tôi tin rồi, tôi tin rồi, tôi tin rồi. Được rồi, chúng ta chuẩn bị thoát khỏi đây rồi. Chị Dabi ơi, chuẩn bị đưa Huy Đức ra khỏi đây. Lẹ lên, dắt đào vô đi, dắt đào vô đi nhắc ơi. Đây chính là lối thoát của chúng ta rồi. Đi vô hồi nào nhắc ơi. Let's go. Go. Hình như đây chỉ là một bức tranh ảo ảnh lừa thôi. Chúng ta vẫn ở trong một căn phòng trắng sao? Vậy là vậy không là phải con chiếc bẫy lâu nay của tôi. Bình tĩnh nào giác ơi, ông không được buồn. Dù sao ông cũng đã cố gắng rồi. Đào màu trắng, đào màu trắng, đào màu trắng là màu sao? Trắng. Giác nói cái gì vậy? Đào màu trắng, đào màu trắng. Sao mặt của màu trắng đào. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Hình như giác bị cái gì rồi. Giác bị gì, giác bị đi rồi. Giác bị đi rồi. Sắp ra tôi. Chết rồi các bạn, dắt nó bị áp mạnh đi cái màu trắng. Trời ơi, đông cái lại vô, đông cái lại. Trời đất ơi, cái gì vậy? Trời đất ơi, dắt nó thấy tôi là màu trắng rồi, dắt nó muốn đào. Trời ơi, dắt nó bị ám ảnh rồi. Chết rồi, vậy là bây giờ không chỉ Huy Núp mà dắt cũng đã hóa đi luôn sao? Huy Núp làm cái gì ở đây vậy? Cái gì Huy Núp đâu ghi chữ gì đây mà? Tôi yêu màu trắng hả? Là sao vậy? Trời ơi, thằng này nó ở trong cái phòng này nó cũng biết khủng luôn rồi. Màu xanh xấu quá, tôi ghét bản thân tôi yêu màu trắng. Tỉnh lại đi Huy Núp ơi. Trời đất ơi, anh bạn màu trắng, tôi yêu anh bạn. Trời đất ơi, chị Núp ơi, cứu em tao. Huy Núp rất kêu, nó yêu màu trắng, nó yêu tôi luôn rồi kìa. Trời đất ơi, chuyện gì vậy? Mọi người phải bình tĩnh lại đi mà. Trời đất ơi, hai đứa bạn của mình nó bị khùng rồi các bạn ơi. Màu trắng, đào màu trắng. Thôi còn một chút xíu nữa thôi cô gà, chúng ta sắp thoát rồi cô. Được rồi, bây giờ chúng ta thoát ra khỏi đây, sau đó chúng ta hãy đi hả chữa trị cho hai người bạn của mình đi. Tôi nghĩ sau khi họ thấy lại cái màu của bản thân, họ sẽ trở lại như bình thường thôi. Nếu các bạn hãy cổ vũ cho tô gà và Nabi nha. Nhảy qua màu trắng nè, 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 sao được, nhảy qua màu trắng nè. Ờ cái gì vậy chị Nabi? Em đang nhảy qua màu trắng mà. Trời đất ơi, em muốn ăn màu trắng chị Nabi ơi. Cho em ăn màu trắng đi chị Nabi. Ờ em ổn mà, em muốn ăn màu trắng rồi mà chị Nabi không cho em ăn hả? Cái gì vậy? Trời ơi, không cho em ăn thì em nhảy tiếp. Nhảy qua màu trắng, nhảy qua màu trắng, nhảy qua màu trắng, nhảy qua, nhảy qua nè. Ui da, sao chị đã bị đánh em vậy? Em vừa bị cái gì? Ui đúng rồi, hồi nãy tôi bị cái gì vậy các bạn? Tự nhiên cái tôi muốn ăn màu trắng là sao trời chị Nabi ơi? Ui may quá, hơi là chị Nabi đánh thức em á, suýt nữa là em bị hóa đi luôn rồi. Thôi rồi, rồi vô ăn đi, chúng ta sắp thoát rồi, còn có 5 ngày nữa thôi. Ok à. Được rồi, cố lên, chỉ còn 5 ngày nữa thôi các bạn ơi. Chúng ta phải sống sót để chúng ta còn cứu mọi người nữa. Hình như hôm nay là ngày thứ 99 rồi các bạn. Vậy là tụi mình sắp thoát ra khỏi đây rồi. Huy với Jack vẫn đang ở trong căn phòng này đúng không ta? Chết rồi các bạn ơi, đừng nói là em không phải đồ ăn, em không phải đồ ăn, em không phải đồ ăn. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy 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 chạy. Em không phải là đồ ăn mà, chạy thôi. Rồi luôn, chết rồi. Chị Nabi nấu ăn đồ màu trắng nhiều quá. Chị Nabi bị gì luôn rồi các bạn? Không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Em không phải là đồ ăn mà. Chị Nabi bình tĩnh lại đi. Đừng có rồi, chị Nabi không ổn luôn rồi các bạn ơi. Không lẽ nào tụi mình sẽ thất bại trong thử thách này sao? Không được các bạn ơi, những người bạn của tôi. Sao mình phải tự tát cho mặt mình cho mình tỉnh lại mới được coi. Bây giờ nếu mà mình không tỉnh táo thì mọi người sẽ không ai có thể thoát ra khỏi đây. Mọi người bình tĩnh đi, tôi sẽ cố gắng tỉnh táo và đưa mọi người ra khỏi đây mà. Mọi người cố lên, các bạn hãy cổ vũ cho tô gà đi nào.
Cái gì? Cánh cửa thật sự nó đã mở vào ngày thứ 100 rồi kìa các bạn ơi. Mình phải vô báo tin mừng cho mọi người, bây giờ mình cũng đưa bọn họ ra khỏi đây thôi. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Hy vọng khi mọi người thấy lại cái màu bình thường, bọn họ sẽ tỉnh lại. Đúng rồi, màu trắng này nè, đi ra khỏi đây, đi ra khỏi đây. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, được rồi. Đi ra khỏi đây. Mọi người nhìn đi, đây chính là màu thật sự của chúng ta nè. Mọi người hãy nhìn lên ánh mặt trời đi, nhìn cây xanh đi, nhìn mọi thứ đi. Ôi, 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 mọi người tỉnh lại rồi hả? Wow, nè, to gà nè, to gà nè. Trời, trời ơi, dắt mi anh Huy nấp, mọi người tỉnh lại rồi sao trời ơi. Đúng là sức mạnh của màu sắc tự nhiên các bạn ơi. Khi mà nhìn vô thì đôi mắt chúng ta trở lại bình thường luôn rồi. Trời ơi, mừng quá, vui quá mọi người. Vậy là tụi mình đã thoát ra được khỏi thí nghiệm căn phòng trắng rồi. Thế giới nó phải là kết hợp của tất cả các màu các bạn, cũng như là kết hợp của tất cả các nguyên tố, cũng như là tính cách của mỗi người trong làng sinh tố để tạo nên một cái team như ngày hôm nay. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Các bạn thích video này đừng quên lại tôi một like, một subscribe, và cũng đừng quên bấm vô cái chuông để nhận được tất cả thông báo. Như còn bây giờ thì bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người. Ok vậy, màu trắng, màu trắng, màu trắng, màu trắng, màu trắng.